Học và thi theo hệ thống Cambridge sẽ giúp các bạn được phát triển đồng đều cả 4 kỹ năng. Khi các bạn sở hữu những chứng chỉ quốc tế có giá trị này là tấm giấy thông hành để các bạn tự tin bước vào đời và cũng là hành trang không thể thiếu trong những bước đầu khởi nghiệp. Studying and taking the Cambridge exams will help the student to equally develop on the 4 skills. When students own the international certificates, it is the best to make them to confident to step into the world, and it is also an essential preparation for the startup of life. Hôm nay, trong buổi lễ trang trọng này, em xin giới thiệu đến quý vị một trong những học viên đã đạt thành tích cao của trung tâm, bạn Nguyễn Đăng Hải. Bạn sinh năm 2008, là học sinh lớp 5 trường tiểu học Võ Thị Sáu. Trong kỳ thi chứng chỉ Cambridge KET vừa qua, bạn đã đạt số điểm 141. Với số điểm này, theo khung trình độ chung châu Âu, thì bạn tương đương trình độ B1. Mời bạn Nguyễn Đăng Hải lên sân khấu có đôi lời chia sẻ cảm nghĩ của mình. Xin mời bạn. Today, in this solemn ceremony, I would like to introduce to you one of the outstanding students of the Andrew Center. He is Nguyễn Đăng Hải, who was born in 2008. He is a student at Võ Thị Sáu Primary School, Tân An City. In the last Cambridge exams, he passed the CAT with a score of 141, which means that he gets B1 according to CEFR. We would like to invite Nguyễn Đăng Hải to come onto this stage to give a short speech on his feeling and his study. Please come forward. Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể thầy cô, phụ huynh và các bạn học viên đang có mặt tại buổi lễ trao chứng chỉ tiếng Anh của Đại học Cambridge buổi sáng ngày hôm nay. I am Nguyễn Đăng Hải. I'm 11 years old. I'm currently a grade 5 student from Võ Thị Sáu Primary School. Today, among the warm and formal atmosphere of the ceremony, it is an honor for me to stand here on behalf of the center's students to share the feelings that I have during the time studying at Andrew Center and on my study of English. Em tên là Nguyễn Đăng Hải, em 11 tuổi. Hiện tại em là học sinh lớp 5 trường tiểu học Võ Thị Sáu. Hôm nay, trong không khí trang trọng và ấm áp của buổi lễ phát chứng chỉ Cambridge, em thật lấy làm vinh hạnh khi được thay mặt các bạn học viên phát biểu cảm tưởng của mình, nói lên những suy nghĩ mà có được trong suốt quãng thời gian học tập tại Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Anh Việt và chia sẻ về việc học tiếng Anh của em. Ladies and gentlemen, when I was 5 years old, my mother took me to Andrew Foreign Language Center for the first English lessons. It was lucky for me that Miss Phong Thao, Mr. Zhou and Miss Anto inspired me and gave me the motivation and passion of learning English. At that time, I was the youngest, unable to read and to write Vietnamese yet. From my point of view, studying English at the early age did not cause me any problems. It helps me to study English better. Kính thưa quý vị đại biểu, các thầy cô cùng các bạn học sinh thân mến, ngay từ lúc em 5 tuổi, em đã được mẹ cho học lớp tiếng Anh đầu tiên tại Trung tâm Anh Việt. Em may mắn được cô giáo Xuân Thảo, thầy Trung và cô Yến Thu truyền cho động lực và đam mê học tiếng Anh trong những ngày đầu còn bỡ ngỡ. Lúc đó, em nhỏ nhất lớp, em còn chưa biết đọc và chưa biết viết tiếng Việt. Theo suy nghĩ của em, việc học tiếng Anh sớm như vậy không gây trở ngại cho em, mà ngược lại còn giúp em học tiếng Anh tại lớp tốt hơn. After a period of time studying at Andrew Center, my teacher enthusiastically taught me in order for me to get the good results as follows. When I was at the second grade, I got the starter certificate with 15 shields over 15. When I was at the third grade, I got the mover certificate with 15 shields over 15. And in the last Cambridge exam, I got CAT certificate with the score 141 over 150. Sau khoảng thời gian học tập tại Trung tâm Anh Việt, em đã được rất nhiều thầy cô ân cần truyền đạt kiến thức và em đạt được các thành tích nhất định như sau. Lớp 2 nhận chứng chỉ Starters 15 trên 15 khiên. Lớp 3 nhận chứng chỉ Movers 15 trên 15 khiên. Và trong đợt thi chứng chỉ KET vừa qua, em đạt được số điểm 141 trên 150. Ladies and gentlemen, I am grateful to my parents for their support and condition. They provided me to take the classes at Andrew Center. I feel great thankfulness and strong appreciation to the teachers for their experience, enthusiasm, devotion in their teaching. In spite of all the difficulty in order for me to get the best result of my study today, I would like to express my thankfulness to the Board of
Arts Center, which have provided me and other learners with good permission to get the best results of study. Kính thưa quý vị đại biểu, các thầy cô cùng các bạn học sinh thân mến, em rất biết ơn cha mẹ đã luôn đồng hành và tạo điều kiện cho em được tham gia các lớp học tại Trung tâm Anh Việt. Cảm ơn quý thầy cô đầy kinh nghiệm giảng dạy đã không ngại khó khăn, hướng dẫn tận tình để em đạt kết quả tốt như hôm nay. Cảm ơn ban giám đốc trung tâm đã tạo điều kiện cho em và các bạn đạt kết quả cao trong học tập. During my speech, I would like to express my best wishes to the Nicholas guests, teachers, parents and other learners, wishing you a lot of happiness and good health. Trước khi dứt lời, em chúc quý đại biểu, quý quan khách, quý thầy cô, quý phụ huynh, các anh chị cùng các bạn học viên nhiều niềm vui và sức khỏe. I wish that the center to develop rapidly, more prosperously, and higher and higher improve the quality of teaching for potential students in the future. Chúc cho Trung tâm Anh Việt ngày càng phát triển mạnh mẽ, ngày càng thịnh vượng hơn, ngày càng nâng cao chất lượng giảng dạy để đào tạo nên những lớp học viên tiềm năng trong tương lai. Wishing the ceremony a great success. Chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Thank you for listening. Cảm ơn bạn đã chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn phần phát biểu của bạn.